Dạ em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em mới về quá chơi hàng luôn các anh chị. Mấy con máy giặt rồi mấy cái bộ tủ dừa ba tủ giường phòng ngủ. Thì em giới thiệu cho mấy anh chị mình từng con máy giặt. Thì đợt này nó về được có 4 con, đời cũng đời model đời cũ các anh chị, 9.500 thôi. Chỉ có một con duy nhất là 900 nha. Mấy con này thì model 9.500, nói chung là được thôi chứ không không đẹp và chỉnh chu, không đẹp như những lô trước ha. Có sao thì em nói như vậy cho nó bay và bán thì bán cũng bán mềm cho mấy anh em cho nó nhanh. Thì mấy con này giống như cái đời nó về thì nó cũng có xước xác mấy anh chị ha, có xước xác. Nhưng mà model 9.500 thì thường sản xuất đời nó cũng sâu rồi, 24 đúng không à? 24 mấy anh chị ha. Nhưng mà bên em cũng sẽ dọn dọn test rồi ngon lành cành đào hết rồi mới bán cho mấy anh chị ha. Mấy anh chị mình yên tâm. Thì nó kiểu như cái mấy cái này nè, nó không có bóng bẫy. Nó không có bóng bẫy. Lồng thì nói chung là vệ sinh ra thì cái nào cũng như cái nấy, mới ken xà beng thôi. Lồng vệ sinh ra là mới ken xà beng nó, chứ không có bị gì hết. Phụ kiện thì em sẽ đưa đủ cho mấy anh chị mình ống xả rồi ống cắp rồi đầy đủ luôn. Thì cái con như ví dụ như con này là con model là 9.500 nè ha, 9.500 N VX 9.500 ha, thì giặt 10 xấy 6 thì phải ha, đem coi lại coi. Con này sản xuất 2014 lần mấy anh chị ha, giặt 10 xấy 6 mấy anh chị ha, giặt 10 xấy 6 nha. Đó, giặt 10 xấy 6. Rồi, con này là model 9.500 nè. Rồi hai con 9.500, một con là L và một con là R mấy anh chị ha. Một con L, một con R và một cái model nữa là đời, tuy là cảm ứng hết nha, nhưng mà đời thì nó hơi sâu. VX5E2L. VX5E2L. Đó, thì cái mặt của cái phần như cái này là nhựa thôi ha, nó ốp nó che thôi mấy chị, nó cũng không quan trọng lắm. Thì nó cũng hơi ố xíu nè. Đó, hơi ố xíu. Thì con này cũng giặt 10 xấy 6 luôn. Giá đợt này thì em sẽ để giá mềm hơn đợt trước 1 triệu đồng cho các anh chị luôn. Đó. Thì bây giờ ha, bây giờ có 3 con thì hai con 9.500, em sẽ để cho mấy anh chị mình giá 11 triệu ha, và một con VX5E2L cũng 11 triệu luôn. Anh em chỉ thích con nào thì lấy con đó. Con này cũng sản xuất 2015 ha, 2015. Đó, con kia 2014. Chỉ đặc biệt duy nhất một con là đẹp ken xe ben thôi ha, hoa hậu hoa khôi trong cái đám luôn, là con VX9.500 ha, VX900 ha, 900AL ha. Con này thì đẹp bá cháy luôn ha, mặt nạ rồi tất cả các thứ rồi đẹp ken xe ben luôn. Đó, đẹp ken xe ben luôn. Đó. Rồi, con này giặt 11 ha mấy anh chị, giặt 11 xấy 6 nha. Ken xà beng luôn. Con này đang sạch sẵn luôn rồi ha, để mấy bạn cũng xem, mở chắc mở lòng kiểm tra vệ sinh thêm. Đẹp chỉ em này là đẹp nhất. Thì em này thì bữa giờ em cũng vẫn đang bán với giá là 23 triệu mấy anh chị ha. 23 triệu bảo hành cho mấy anh chị mình 1 tháng hết nha. Tất cả máy giặt bên em đều bảo hành 1 tháng. Để coi phía sau có cấn chày. Em này đẹp quá. Con nào cũng bị khoan lỗ hết mấy anh chị. Nó quỷ á mấy anh chị ha, nó khoan lỗ. Con nào cũng bị khoan lỗ. Đúng là có một số con trước giờ có một số con là không bị khoan lỗ. Còn đại đa số là bị khoan lỗ. Con này có khoan lỗ không? Con nào cũng khoan lỗ hết mấy anh chị. Quỷ mẫu. Bên Nhật là nó đem đục lỗ khoan. Mà hên là nó cái vị trí đó nó cũng biết lựa chứ, địa vị trí để khoan là không có bị không bị vô bo vô này vô kia. Cho nên là còn bán được về, nó bán về Việt Nam. Chứ mà nó khoan vô cái bo chắc ông nội ai mà mua cho nó. Rồi, hai con 9.500 các anh chị nha. Một con 9.500 nè, con này là 11 triệu nè. Con này là 900AL qua khôi luôn, 23 triệu nè. Con này 9.500 AR là mở bên qua bên tay phải nè, 11 triệu nè. Con này là VX5E2L, 11 triệu luôn. Đó, bán cực kỳ mềm cho các anh chị luôn nha. Ấy, đợt này về thì nói chung là nó không đã như đợt trước ha, nhưng mà em nghĩ là chắc máy móc thì chắc cũng ổn định thôi. Nhưng mà em sẽ kiểm tra phuộc rồi bật đạn rồi tiếng nhông sinh dĩa rồi các thứ rồi ha. Ngon lành cành đào rồi sẽ ship cho mấy anh chị nha. Rồi, anh em nào lấy thì nhắn tin vô số điện thoại của em 0914466462.
Đấy. Rồi em có về thêm một ít cưa bàn Stanley. Lâu quá không có bán cưa bàn Stanley, mấy anh em hỏi quá nên thôi em lấy vài con về bán. Đó, hàng mới chăm chăm, giá 4.4 triệu luôn, bán nhanh gọn lẹ luôn. Con này thì giờ chắc khỏi khui đập thùng đi, tại vì hàng nó là hàng mới 100%. Bảo hành cho mấy anh chị mình 2 năm nha, bảo hành 2 năm, kích hoạt bảo hành đàng hoàng, mấy anh chị mình yên tâm. Có trung tâm bảo hành tại thành phố Hồ Chí Minh đầy đủ hết. Cứ qua đó là mình xử lý thôi. Rồi, anh em nào lấy cưa bàn Stanley, con này lưỡi 254, công suất là 1800W nha mấy anh chị nha. Chạy rất là ok. Đấy. Lưỡi hình như em nhớ là lưỡi nhiều răng lắm mà quên mất rồi, hình như là 620 răng hay 60 răng thì quên mất rồi. Có chân đầy đủ hơn, có bánh xe kéo luôn ha. Rồi, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Rồi, bây giờ em sẽ chắc kêu thêm các bạn ra xuống phụ đập thùng hai cái tủ táp với cái tủ gương cho anh chị em coi cái bộ giường. Bộ giường thì kêu các bạn ra phụ thêm xíu Hảo ơi. Rồi thì em sẽ đập thùng cái bộ giường mà mấy bữa nữa giờ khui đúng rồi xuống chiều đó luôn á, rồi lắc nữa lật qua xuống luôn chặt rồi. Là cái chiều kia vậy thì cái này phải cắt cái thùng. Rồi cũng được luôn, cái nào cũng được hết á. Còn kia ta dỡ thùng lên cái lát chùm vô là dễ nhất. Rồi cái bộ này là cái bộ hiện đại mấy anh chị ha, nó vừa làm inox mà nó vừa vừa gỗ rồi nói chung là rất là đẹp. Đó, bữa giờ em đăng thì nói chung ba bộ này đã bán rồi, em còn thêm khoảng 6 bộ nữa, 6 bộ nhưng mà chưa kéo từ nhà máy về. Nói chung em cũng ký gửi lại nhà máy chứ nó to nhiều quá, kho em giờ không có diện tích. Rồi khui cái tủ thì cái tủ này là cái tủ trang điểm anh chị ha, tủ trang điểm. Thì em khui cái này đầu tiên ha. Thì cái này nó có luôn cả cái gương nữa nha các anh chị nha, có gương đầy đủ hết luôn. Đó, và hàng cũng là hàng chuẩn xuất khẩu, nó của một cái thương hiệu là City Furniture. Đó, rất là xịn luôn. Đó, cái này nó ghi là phong nè, cái này mặt trước nè. Đó, rồi cắt luôn đi tụi em. Đó. Thì để em khui ra xong rồi em sẽ đo kích thước luôn, cho thực tế luôn cho mấy anh chị xem. Đó, hàng thì rất là đẹp. Đó, đẹp. Nói chung là chỉ có những cái hàng mà nội thất mà xuất khẩu người ta thanh lý thì nó mới có giá tốt. Thì bộ này em đang bán là 15 triệu mấy anh chị ha, 15 triệu. Người ta cái này nó chuẩn xuất khẩu đi thì người ta đóng gói rất là kỹ ha, để hạn chế bị va đập á các anh chị. Rồi cắt luôn cái phần đó cho nó lòi ra cái bộ mặt tiền cho mấy anh chị xem. Thì cái khung á là nó là gỗ, nó bằng inox mấy anh chị ha, inox 304. Nhìn rất là chỉnh chu đẹp, và cái tay của nó cũng inox luôn nha các anh chị ha, tay inox luôn. Đây sáng bóng rất là đẹp ha, nhưng mà cái này thì em nghĩ là chắc cũng là si hay gì đó, inox si, nhìn cái kiểu là inox nhưng mà nó kiểu cũng si mạ hay gì đó. Đây thì ở phía trên này nó có một cái lớp nhung nha, lớp nhung nó hàng xuất khẩu, tem mát rồi đầy đủ hết các anh chị nha. Tem mát đầy đủ hết, rất là xịn sò ha. Cái mặt trên của nó là gỗ nha mấy anh chị ha, gỗ gỗ. Đây là cái phần khung inox nè, làm nguyên cái phần khung inox và sau đó họ ốp tất cả gỗ vô ha, thành ra là cái bộ này nhìn rất là đẹp chỉnh chu. Rồi cái kích thước thực tế để em đo cho các anh chị xem trước mắt là cái tủ trang điểm này về cái kích thước thực tế ha. Chiều dài là 1m68 mấy chị ha. Ồ, dài hơn mấy cái tủ em từng bán. Rồi chiều sâu 48 xăng đó, và chiều cao luôn. Đấy. Chiều cao là tầm khoảng 94. Chiều cao là 94 xăng nha các anh chị nha. Rất là đẹp ha. Ngon lành cành đào luôn. Đó thì đây là mới cái tủ trang điểm, nó còn cái gương nữa ha. Nó còn cái gương nữa nhưng mà chắc em sẽ khui sau. Đó thì tính sau đi. Rồi bây giờ em sẽ khui hai cái tủ táp nha, đẩy cái này xích qua một bên ha. Có hai tủ táp đây. Khui hai cái tủ táp cho mấy anh chị em mình xem, đúng rồi đó, hai tủ táp. Và cái hai cái tủ táp đầu giường á mấy anh chị, nó cũng một cái A một cái B, cái lớn cái nhỏ, và nó kiểu dáng của nó cũng khác nhau xíu ha, cũng khá là hay luôn các anh chị. Rồi bây giờ em khui cái tủ táp ha, nó có ghi back phong ở kia, cái lớn cái nhỏ đó, nó có cái lớn cái nhỏ nha, coi lại
Hai cái này giống nhau rồi. Lấy cái lớn, cái nhỏ nè, đây nè. Đó. Rồi khui cái này trước đi. Vậy nó ở đâu hai cái nữa. Đó thì đây là cái táp mà táp lớn nè các anh chị ha, táp lớn, đầu vườn táp lớn. Đó, cũng nó cũng bằng khung mà inox hết các anh chị, khung inox. Còn những cái hông mà không quan trọng thì nó vẫn xài MDF hoặc là plywood giống như một số xây lại luôn Thắng à, xây lại. Đó, nó cũng giống như một cái số nhãn hàng khác cũng vậy các anh chị ha. Thì cái phần nào mà không quan trọng thì người ta vẫn làm bằng bằng plywood hoặc là MDF á các anh chị ha. Đó, nhìn cũng khá là đẹp chỉnh chu đây. Đó, thì đây là một cái táp mà táp lớn ha, em gọi đây là táp lớn. Đó, và thường thường nó có cái táp của người ta là theo kiểu này hết, nhưng mà ông này ông chơi theo cái kiểu phong cách lạ. Đó, hai táp hai bên giường khác nhau và nó cũng có hộc tủ to đùng. Hộc tủ rất là to luôn. Đó, rất là to luôn các anh chị ha, đẹp vô cùng luôn. Rồi đo kích thước luôn dữ ơi. Cái lô này người ta sản xuất năm 2022 các anh chị ha, lâm 2022. 76 xăng ha, chiều dài rồi chiều ngang. Chiều ngang là tầm 43 mấy anh chị ha, 43 và chiều cao của nó là 77 mấy anh chị ha, 77. Đó thì đây là một cái táp táp lớn nè. Còn bên đây là một cái táp nhỏ nè các anh chị ha, táp nhỏ. Đây em sẽ khui ra đây, mấy bạn khui ra cái táp nhỏ luôn cho các anh chị xem. Thì cái táp nhỏ thì nó phong cách nó khác. Đó, bị ngược rồi. Rồi. Ông nhà máy này cũng đóng ngược luôn rồi. Rồi lật qua đi. Coi chừng chạy cái chân, thấy cái đồ lót vô. Đó. Nhà máy cũng đóng ngược rồi. Rồi lật lên đi, lật lên đi. Đó, lật từ từ qua. Đấy. Rồi dỡ luôn cho các anh chị xem. Cái táp nhỏ nhìn cũng đẹp lắm. Thì đại khái là nó cũng chung một cái thiết kế các anh chị, cho nên là cái phong cách và cái style này nó giống nhau hết hoàn toàn. Và em nhớ thì cái táp nhỏ xây lại luôn các bạn. Cái táp nhỏ thì nó cũng chỉ có một hộp kéo thôi. Made in Việt Nam nha các bạn ha, made in Việt Nam nha các anh chị. Made in Việt Nam. Đó, thì cái táp nhỏ thì nó một hộp kéo và khung nó cũng bằng inox luôn. Cái phong cách này nó hiện đại anh chị ha, nó inox nhiều, nó không có trường phái gỗ mà nó inox nhiều. Đó, thì cái táp này cái chiều cao và kích thước nó bằng cái kia luôn ha, nó bằng cái kia, nó nhỏ nhỏ hơn chứ, cái chiều dài nó nhỏ hơn đôi mình cái chiều dài các bạn ha, cái chiều dài nó nhỏ hơn. Đó. Này có 66 các anh chị ha. Cái táp này nó ngộ, thay vì người ta làm hai bên nó bằng nhau, không, ông này ông chơi phong cách nó hơi khác. Chiều ngang 46 thì bằng cái kia rồi. Chiều dài tới 72 72 chiều cao đó, bằng cái kia luôn. Đại khái là tất cả đều bằng nhau, chỉ có cái chiều dài này á là nó ngắn hơn xíu so với cái kia. Đó. Rồi nó còn cái phần đầu giường nữa. Đó, đầu giường là nó là cái này. À, thì nói chung là bây giờ mà khui nữa thì nó cũng mất thời gian của các anh chị để xem, nó dài lắm, nó dài dòng thôi. Bây giờ nó thì đại khái là cái phong cách về gỗ, về tất cả thứ là nó sẽ giống nhau như thế này. Còn cái giường của nó là 1m95 nhân cho 2m08 anh chị ha, và niệm bên em có sẵn luôn. Đó thì hàng là hàng xuất khẩu, là hàng nguyên thùng luôn. Đó thì anh chị mình cần hình ảnh thêm á thì tụi em sẽ gửi hình ảnh thêm cho các anh chị để xem và tham khảo. Đó, còn hàng của em là sẵn kho rồi ha. Thực tế em là bán hàng lúc nào cũng có hàng hết nha, chứ không phải là chỉ có những cái lô nào mà nó ít quá em bán luôn mất tiêu luôn rồi là em không có kéo về kho thì đó khỏi nói rồi, chứ không phải là mua hình bán bóng đâu, không có đâu mấy anh chị mình yên tâm ha. Đó, giống như cái lô này là có hàng sẵn tại kho rồi. Đó, anh chị mình cứ ghé qua là tham khảo được thì chốt và trở về luôn. Đó thì cái này á, nó thường thường á, trong cái ở nước ngoài là nó có một cái tủ là gọi là cái tủ chết trang trí nữa mấy anh chị, nhưng mà cái tủ đó bây giờ nhà máy họ ngưng sản xuất rồi đó, và họ không có cái tủ đó. Đó cho nên là cái bộ này giá của nó chỉ có 15 triệu thôi. Đó, còn cái niệm mà đi theo cái giường này á, là em đang bán niệm cao su dày 25 cm ha, và đúng kích thước của cái giường này luôn, thì giá của cái bộ cái niệm là đang là 5.950.000 ha, cũng hàng xuất khẩu luôn nha các anh chị nha. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Số điện thoại của em là 0914466462, hoặc là nhắn Zalo các bạn, bên em sẽ gửi hình. Hàng thì
cực kỳ đẹp, nó rất là đẹp. Với cái giá thì mấy anh chị không có mua ở đâu mà chỉ có hàng mà xuất khẩu thanh lý thì nó có giá này cho các anh chị thôi, chứ còn đóng mới hoặc là những cái showroom tao bán mấy anh chị mua cũng không được cái giá này đâu, thiệt luôn. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng rất là nhiều.